Chào các bạn ha. Bắt đầu đi thẳng vào câu chuyện ha. Câu chuyện bữa nay là một câu chuyện rất là hấp dẫn ha. Câu chuyện của hai ông thầy bùa đấu phép. Một ông á, ta gọi là thầy ngải, không biết chơi bùa gì, ta gọi là thầy ngải, chắc bùa sim gì đó. Còn một ông á là bùa miên. Cái ông bùa miên á, ổng là người dân tộc người miên á các bạn, ta kêu ông bùa miên, nhưng mà cái ông bùa miên á ổng hiền lắm, ổng sống cũng đâu đó đàng hoàng tử tế đó, ổng hiền lắm, cho nên bùa ổng giỏi. Câu chuyện gì nè, ở cái chợ nhỏ đó đó có hai người đàn ông. Bây giờ mình tạm mượn cái tên giả đi. Hai người bán cái cửa tiệm mà hàng quá lại giống giống nhau đó, cho nên mới có sự cạnh tranh ha. Cái nhà ở bên đây nè là nhà của, bây giờ mình tạm gọi là nhà của ông Cường đi ha, nhà ông Cường. Còn nhà ở bên kia đó là nhà của ông Thảo đi ha, thí dụ gì đi nè. Hai nhà đó ở gần nhau. Bán hàng quá cũng giống nhau ha, cho nên nó bắt đầu vậy nè. Có nghĩa là ông Cường với ông Thảo đó các bạn là người xóm riêng, đúng không? Là người xóm riêng nè. Ông Cường á là một người mê tín nhưng mà lại có cái tâm tàn ác. Ông Cường á, ông đi xin ngải mua mai bán đắt đó. Ông về ông để cho cửa đó hai chậu nè. Từ cái lúc mà ông xin mấy bụi ngải mà ta nói bùa hay, ông xin mấy bụi ngải rồi về một cái đó ha, gút khách dữ dằn luôn, cái tiệm của ông Thảo ế vậy luôn đó. Cái thời gian nó trôi qua cũng được khoảng thời gian, ông Thảo gần như là muốn dẹp tiệm luôn rồi, bây giờ không có mua bán gì được chứ, người ta đi ra chợ là chỉ ghé tiệm của ông Cường thôi đó. Cái ông Thảo ông mới để ý. Ông nói từ cái lúc mà thấy cái thằng Cường nó xách hai cái chậu ngải vậy để trước cửa làm như là tiệm nó bán lên phơi phới luôn ha. Đêm đó đó ông Thảo ông mới lén, ông rình ông lại ông lấy hai chậu ngải đi, ông xách hai chậu ngải rồi ông đem ông giục đâu xong mắt mẹ rồi ông quăng khí đại cho nó mắt luôn nè. Từ lúc mà ông Thảo ổng cái tay của các bạn, ổng chụp vô chậu ngải là ổng dính bùa à. Cho nên cái này là phải kỹ nha, cái gì mà của người ta sơn bùa vô rồi đấy, đừng có đụng về mặt tâm linh đó, đừng có đụng tới cái đó là thật đó, phải nghiêm túc đó. Thí dụ mình thí dụ các bạn hiểu nè, thí dụ như cái chậu ngải đó mà biết người ta sơn bùa rồi đó, đừng có đụng tới, đừng có lấy cái tay của mình đụng vô, không có tốt, nó không dính cái này không dính kia đó. Nhưng mà cái người chủ của chậu ngải nó đụng vô không sao, còn mình không phải đấy, đụng vô là dính bùa đó. Nếu mà bùa hay là dính bùa đó, cho nên cái gì mà của người ta sên bùa vô đấy tránh ra. Ông Thảo ông đâu có biết, ông tính là mấy cái chậu ngải vậy thôi. Nhưng mà chậu ngải nó sên bùa nó linh quá đi đó. Cái từ khi mà ông Thảo ông xách hai chậu ngải ông đem ông giục mắt mẹ rồi ông nổi tôi biết đó, là ngay từ những thời điểm như vậy đó các bạn. Ông Thảo giấc tối ông chợp mắt lại gì là ông thấy ma, chợp mắt lại thấy ma. Còn nói về ông Cường á, nói về ông Cường đó, ông mắc hai cái chậu ngải đó ông biết thằng Thảo là lấy gì không ai. Cây ông Cường đó ông mới đi xin hai chậu ngải khác. Cái ông thầy ngải á, ông nói với ông Cường đó, bây giờ đó, cái thằng nào mà nó lấy hai chậu ngải đó về dò hỏi coi, rồi hỏi coi ai đừng mà giải bùa giúp nó để dính bùa nó chết à. Cái ông thầy ngải ha. Cái ông Cường thì tàn ác, ông nói bây giờ không biết nào chứ biết mà không nói, biết cho Thảo chết nè.
cây ông Thảo á, hãy tối chợp mắt lại thấy ma. Tá quả giật mình thấy ma chạy lại bóp cổ mình ha. Trời ơi, nó mặc nguyên bộ đồ trắng mà cái mặt nó trắng giờ không có mắt tai mũi miệng chân gì đó, nó mà đưa cái tay quơ 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 nữa, ông lại ông mở mắt ra. Hiện tượng đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài cho nên ổng ngủ không được, ngủ không được, mắc sức ăn không vô ha, cũng ốm o gầy mòn. Trải qua đâu chừng tuần nè, ổng muốn chết rồi. Ông Thảo các bạn ha, cây anh em bà con dòng họ của ông Thảo đó, người ta mới hay được cái tin ông Thảo bệnh rồi. Giật mình tá quả lại thầm đó, người ta mới hỏi mà nguyên nhân sao 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 rồi vậy đó. Ông Thảo đó ông mới nói là chợp mắt lại nhìn ma vậy đó các bạn, nhìn là thấy ma nó phá hoại trong cái tâm hồn ông đó. Cái có người người ta tin ý, người ta hiểu, người ta nói như vậy là không phải là bệnh bình thường, sức khỏe ông đang bình thường, không có lý nào vậy. Ông bị trúng bùa trúng ngải gì rồi, ông có làm gì tầm bậy không? Ông Thảo nói chạy tối ngày vòng vòng ở nhà coi mua bán, đâu có làm gì đâu, đâu có chơi gì tới bùa phép đâu mà tầm bậy hay tầm bạ nữa. Người ta mới hỏi riết đó, ông nói đó có một điều đó là hôm nay ghét cái thằng Cường đằng đẵng quá đi, xách hai chậu ngải là dục xong mắt tiêu rồi nữa. Người ta giật mình, người ta biết, cái người hiểu người ta giật mình. Người ta nói rồi, cái thằng đó là cái thằng mê tín, nó chơi bùa phép dữ lắm, ngải của nó sơn bùa rồi, ông chụp vô là ông chết, ông chụp vô là con ma trong chậu ngải nó đi theo ông này. Nó chụp không sao, tại vì ông thầy làm cho nó. Người ta chí dụ giống như con chó vậy các bạn, con chó của mình nuôi thì nó không sao, mà người khác lại nhạo cắn liền. Cây người thân của ông Thảo đó, người ta phát hiện rồi ông này dính bùa rồi. Cái người ta mới đi tìm thầy, người ta mới tìm được thầy nắm bùa miếng, thầy nắm bùa miếng mình nói lúc nãy đó nè. Ta bây giờ ông thầy nắm, ta nói thôi bây giờ là nó cũng không có biết, nó lỡ rồi nó phá hai chậu ngải của cái thằng kia kìa, nhưng mà cái thằng kia đó được thầy ngải sên bùa rồi, rồi bây giờ nó chập mắt lại thay ma hà. À, hai cái tay của nó cũng ngứa ngáy đỏ hết trơn kìa, nó bị dính gì rồi đó. Ta nói một thầy năm hay các bạn, cái lần đó đó người thân của ông Thảo đó mới thỉnh ông thầy năm chở ông thầy năm về tới nhà ông Thảo đó. Đó, ông thầy năm bước vô ông thấy rồi, biết ông này trúng bùa rồi đó. Ông thầy năm đó ông kêu múc ra đây thao nước nhanh lên ha. Ông cũng quả phép, ông thổi vô trong đó xong các bạn vẽ bùa xong trong thao nước đó, ông kêu cái ông lấy hai cái tay của ông Thảo đút vô đó rửa. Ông bắt ăn, ông gùng mình niệm thần chú, ông thổi vô mặt ông Thảo một cái là tỉnh hồn liền, tối ngủ bình thường chứ không có còn mà cái vụ mà thấy ma thấy quỷ nó ghê không. Cái ngay từ thời điểm đó cái ông Cường á mà đằng đây nè hay ha, ở sớm xong hay cách mấy cái nhà ha. Biết thằng Thảo tai qua nạn khỏi rồi mà thằng Cường này tánh ác ha, ông Cường á ông mới tìm lại ông thầy ngải đó, ông bàn tính với ông thầy ngải sao đó là bây giờ muốn cho Thảo chết luôn, ông chịu tiền, ông khá giả mà ông thầy ngải cũng vậy. Bởi vì đôi lúc ta nói mà lòng tham ham tiền quá cũng không tốt các bạn, phải có tiền mới sống được, nhưng mà nhiều cái mà giống như mà ông ham tiền đi ha, ông Cường cho ông tiền nhiều quá đi, bắt đầu ông nghe lời ông Cường ha, bắt đầu ông làm bùa. Cái lúc này nè, lúc này ông làm phép vào chậu ngải đó, chậu ngải nó chủ động đi qua nhà của ông Thảo để nó phá gì mới ghê ha. Cho nên tôi nói thầy giỏi lắm, thầy hồi đó đó không phải đời hồi đó chứ không phải bây giờ nha. Cái ông Cường á, ông mới nhờ được ông thầy ngải, đúng ra là ông thầy ngải ông không có ác, mà tại vì cái thằng Cường nó suối thôi. Nhưng mà đúng ra ông cũng ham tiền. Ông Cường đó, ông xin được hai chậu ngải quả bùa vô đó rồi. À, cái tối đó ông Thảo ở đằng đây nè,
Ông chợp mắt lại ông ngủ là ông thấy rắn. Gì nó ghê. Con rắn đâu mà bành trảng đó, tự nhiên nó bò đè lên mình, ông giật mình. Ông đưa tay, ông chụp, ông dở, ông quăng, ông làm gì. Khi mà ông mở mắt ra thì không thấy gì nữa hết. Đó, mà hẹn nhắm mắt lại thấy rắn nó bò. Gì mới ghê. Đó. Cái nó làm đâu cũng 2-3 đêm. Đó, gia đình tá quả cho cái lúc này đó. Không phải ông Thảo thấy không mà vợ ông luôn, tại hai vợ chồng ngủ chung đó. Hai vợ chồng tá quả giật mình đó. Bỏ chạy ra ngoài đó. Một hồi trụ tinh thần lại, đi vô cái phòng mình coi coi có gì lạ không. Mở ra gì là thấy con rắn nằm trên cái giường ngủ bành dạng đó. Ghê không, con rắn ảo ảnh thôi không phải rắn thiệt. Nhưng mà lúc đó sợ tá quả muốn khùng luôn, phải giỡn đâu. Cây hai vợ chồng muốn điên rồi ha. Cái bước qua bữa sau đó mới nói với người thân nữa, bây giờ phải tiếp tục thỉnh một thầy năm. Cây cuối cùng rồi các bạn, mới nhờ được thầy năm về. Ông thầy năm cũng nói nữa, ông nói ông này làm quá đáng rồi, dòng cái chuyện mà cái chuyện giống như trò chơi nít vậy thôi, bỏ qua đi. Ông làm gì là ông tiếp tục, ông muốn giết cái người người ta, muốn giết con Thảo nữa. Làm kiểu này mà không có ông thầy năm ông chữa khỏi đó, ông Thảo thế nào cũng chết, ngủ không được thì chết. Nè, cây thầy năm á giỏi lắm. Bắt đầu tới những cái giai đoạn này là tới siêu tâm linh nha các bạn nha. Siêu tâm linh quánh bùa phép mà nó vượt khỏi thời gian đó. Ông thầy năm á, khi mà về nhà ông Thảo đó, bắt đầu ông vẽ phép, ông vẽ một cái lá bùa, ông vẽ bùa, ông vẽ hình giống như quả phụ niệm thần chú, xong ông dán trước cửa. Người ta còn nói thấy ông vẽ mấy cọp. Cái hình gì đó nè. Cây tối đêm đó, mấy cái con rắn ở bên chậu ngải của nhà ông Cường đó, nó bò qua nhà ông Thảo để mà nó nhát cho ông Thảo ngã bệnh, chứ không phải gì, bùa nó ảo ảnh thôi, nó làm cho người ta ngã bệnh, chứ không phải là bùa nó trực tiếp nó giết được. Nó ảo ảnh, nó làm cho người ta thấy ma, thấy quỷ, người ta bệnh, người ta chết. Vậy đó. Cái khi mà mấy con rắn trong chậu ngải nhà ông Cường nó bò qua bên nhà ông Thảo, là lúc đó từ ở trong cái tấm bùa các bạn, nó nhảy ra mấy con cọp, nó khè một cái mấy rắn hết hồn bỏ chạy. Bỏ chạy ngược về bên cái chậu ngải đó. Đó. Lúc đó đó ông Cường đó, ông nghe cái gì mà đùng 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 trước cửa, nghe cái kiểu nghe tâm linh đó, chứ không phải là nghe bằng âm thanh vật chất. Cái gì mà đùng 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 trước cửa đó, đó vợ chồng ông Cường nó bước ra, bước ra là thấy mấy con rắn bành trảng đâu trước cửa của nhà mình, nó té ngang ngã xuống, tá quả giật mình, muốn cái lần đó chút xíu nó chết luôn rồi đó. Thấy không, thấy nó trả bùa không. Cây ông Cường đó ổng dữ lắm, dân tàn ác mà. Ông mới tìm lên ông thầy ngải đó, ông nói sao mà con thấy con rắn gì đó chút xíu con hết hồn con chết rồi đó. Ông thầy ngải cũng một tay dữ dằn nữa, ông giỏi lắm, ông nói đó, rồi vậy là có cái thằng nào, là thằng thầy bùa nào về nó phá rồi, nó dội bùa của tao lại nè. Cái ông thầy ngải các bạn, ông tiếp tục ông chơi nữa ha. Ông nói đó, lần này ha sẽ vẽ mấy con quỷ, mấy con quỷ nè, ông trục hồn mấy con quỷ vô trong mấy cái chậu ngải đó. Ông nói chiến này chơi mạnh tay, chiến này chơi mạnh tay cho chết nè. Cái ông thầy ngải đó ông mới tiếp tục sơn bùa vô trong cái chậu ngải đó cho ông Cường đem về, là lúc này là mấy con quỷ ha. Nè, ông Cường tiếp tục đem về để trước cửa đó. Lúc này không có cần mua bán gì nữa mà đem bùa về để mà phá ông Thảo chết. Cái ông thầy Năm á, ông mới bói, ông đoán, ông nói cái tình hình này chắc là tôi phải ở lại đây vài bữa để coi nó sao. Đó. Là đêm đó đó, ông thầy Năm thấy rõ ràng, ông thấy bên chậu ngải của ông Cường đó có mấy cái bóng quỷ nó hiện đó. Ông nói gì chết rồi, chứ này nó muốn giết ông luôn. Ông Thảo ơi ha, thầy Năm nói vậy các bạn. Ông thầy Bồ Nguyên á, nè ông mới vẽ mấy lá bùa
Ông vẽ ở đâu mấy lá bùa dán trước cửa nhà ông Thảo đó nữa, là tối đêm đó mấy cái bóng ma nó mò qua liền. Hè, bóng quỷ đó nanh dài dài bự bự vậy nè, nó nhát cho người ta chết đó. Mấy cái bóng quỷ nó đi qua nè, nó đi qua là lúc này nó không nhìn thấy nhà của ông Thảo nữa, vậy mới ghê, mà nó thấy núi non bao bọc tùm lum chứ, nó không biết đường đi đâu nữa chứ. Nè, hồi cái nó quay chẳng ngược nó đi về. Vậy mới ghê, vậy mới gọi là bùa hay các bạn ha. Mấy con quỷ đó nó qua cửa nhà của ông Thảo đó, nó không thấy nhà ông Thảo mà thấy núi non không à, cái bao bọc lại hết rồi, nó không biết đường đi, nó mới quay trở ngược về nhà ông Cường. Cái lúc này nó không đi vô chậu ngải mà nó mở cửa nhà ông Cường đi vô đó. Vợ chồng ông Cường nhìn thấy mấy con quỷ bành trán mặt mày xấu xí năm gì, nó dài dài nó muốn nhào tới nó chụp cổ ông Cường nó ăn vậy đó, cái bóng đó các bạn, nó nhào tới nó chụp này nè. Hai vợ chồng ông Cường nó tá quả té xuống ngã bệnh liền đó, ghê không? Cho nên người ta đồn, người ta nói cái làng đó đó là thằng Cường đó, nó chơi bùa mà cuối cùng nó bùa trả ngược lại nó. Ông Cường các bạn, cái lần đó ông Cường bệnh nó là gần chết đó, đó. Rồi ông Cường bệnh cái đợt đó là muốn chết chứ không chết, muốn chết chứ chưa chết đó. Cuối cùng các bạn, cuối cùng ông cũng được ai cứu đó, cuối cùng cũng sống lại, nhưng mà ông cũng phải là tá quả giật mình đó. Từ thời điểm đó là ông sợ luôn đó, từ thời điểm đó là không dám chơi bùa chơi gì qua nhà của ông Thảo nữa chứ, ghê không? Câu chuyện kết thúc đó các bạn, cuối cùng đó, cuối cùng thì mọi chuyện cũng bình thường, nhưng mà ông Cường đó bị bùa phản lại ha, ông cũng bệnh hết thời gian. Cuối cùng ông cũng sợ dữ lắm luôn ha. Nhưng mà người ta nói đó, mình nhắc lại ha, cái gì của người ta sơn bùa vô đó rồi đừng có đụng tới, nguy hiểm lắm. Nó nguy hiểm lắm, đụng tới là dính vô tay mình, không mấy con ma ở trong chậu ngải nó đi theo mình ha, kỹ điều đó. Câu chuyện kết thúc với các bạn, cuối cùng ông Thảo với ông Bình đều bình thường hết, không có ai có sao chứ. Nhưng mà ông Cường phải chịu tá quả giật mình, bùa nó trả đó các bạn, nhưng mà rồi cũng được người ta cứu khỏi nè. Câu chuyện kết thúc ha. À, câu chuyện đại xưa nha. À, các bạn hãy chia sẻ video cho tới bạn bè của mình cùng xem nhé. À, mình hẹn các bạn lại câu chuyện sau.